xin chúc mười phương kéo về phù phụ, tình phản phương nghe lòng dồn niềm vui, hoàng hồ ma sa khắp mừng hạnh phúc, trăng sáng hoàn thành, trăng sáng vươn lên, dằm tháng tư trăng sáng tuyệt vời, đứng thế tôn về với nhân loại, thắp lửa từ bi chứng sinh nguyện phúc, theo bước về ngài người sáng tương lai. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
năm lúc năm năm nè. Xin cảm ơn ca sĩ Phật Tử Diệu Ca và công bố tình bạn chưa tôn thiền tin như vị đại biểu khách quý thưa tập thể đạo tràng tháng năm cuối độ tháng tư âm lịch là hoa sen cầu nở báo hiệu một mùa Phật đản lại về tất cả những người con Phật khắp năm châu bốn biển lại vinh hoa đón mừng ngày đàn sinh của đấng Từ Phụ bảy đóa sen hồng nâng khóc lóc hoa ngàn thế giới đón Như Lai. Cách đây hơn 26 thế kỷ vào ngày trong tròn tháng tư tại vườn lâm tỷ linh sư Ấn Độ muôn hoa muôn nở bóng mừng sự ra đời của thái tử Tất Đạt Đa con vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Sa. Ngài đã thể hiện lòng từ bi vì sự an lạc cho số đông, vì hạnh phúc cho chư thiên và loài người nên xuất hiện nơi có tai bà, xuất gia tu hành thành đạo dưới cội bồ đề. Hiểu là Thích Ca Mâu Ni, ngài đã xuất hiện khi mà mọi loài chúng sinh còn đang sống trong sự vô minh và kém hiểu biết. Hạnh phúc thay chư Phật giáng sinh, hạnh phúc thay giáo pháp cao minh, hạnh phúc thay tăng giả hòa hợp, hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu. Hòa trong niềm vui hân hoan đó là những người con Phật tử đã và đang sống trong ánh sáng từ bi và trí tuệ mà ngài mang lại, nguyện hướng tâm tri ân tán thán sự đản sinh của Đức Phật. Chúng con xin cung kính chư tôn đức kính mời quý vị cùng tiếp tục đến với tiết mục niềm vui khánh đản trong phần biểu diễn của Túc Khả Nữ và Túc Cố của Trung tâm Nghệ thuật Thiên Nga, và đây cũng là tác phẩm để khép lại chương trình nghệ thuật chào mừng của đại hội hôm nay. Xin mời bài này. Những sự kiện văn nghệ rồi.